Biên khảo Nhớ Sài Gòn, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Báo nói, xưa nay đã có biết bao loại báo được phát hành để thỏa mãn thiên hạ về kiến thức và thông tin. Báo nghe tức đài, báo nghe nhìn là màn ánh nhỏ, báo đọc vào đầu giờ trong cơ quan xí nghiệp, báo in giấy trắng mực đen in ấn đàng hoàng, báo ảnh, báo tường, báo phên, báo đại tự, báo tai, thường viết trên tập vở và lén lút truyền tay nhau đọc khi còn đi học, và báo nói ở các thành phố lớn khác trên thế giới. Trước kia cũng phát hành nhiều báo nói, nhưng từ khi nền sản xuất lớn phát triển mạnh, tiên mao với đôi hài giãn dặm, nhịp sống của thị dân trở nên cực kỳ gấp gáp. Phần lớn mấy tờ báo nói ở các đô thị ấy đã phải tự đình bản lần lần. Ngày nay, chỉ tồn động ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều báo nói, âu cũng là một nét đặc trưng của thành phố ta. Loại la cải có, loại nghiêm túc có, nhưng nhiều nhất là dịch ta, dịch cồ, dịch tàu, dịch xiêm và dịch bầu. Có cả bông bồng, le le, dịch nước. Báo nói thường được phải đi ở những nơi được gọi là công cộng. Ở đâu mà có tùng tam, tụ ngủ bên bình trà, bên mấy ly cà phê, ly bia, ly đê, ly nước trái cây lên cơn là đã hình thành được một tòa soạn báo nói. Cả ở phòng đợi của một số cơ quan, ở phòng giao duyên trước khi thầy cô lên lớp, ở khu hậu phẫu bệnh viện lúc này, hết sợ chết và tỷ lệ rủi ro về tử vong không đáng kể. Ở các phòng điều dưỡng của cán bộ hưu trí và ngay cả ở phòng giải lao trong thời gian trước và giữa các buổi họp căng thẳng kéo dài. Ở các nơi ấy được nghe đủ thứ tin tức trên đời. Từ những tin về người ngoài trái đất, ba mắt hình thù cổ quái, đạp dĩa bay xuống địa cầu. Một thầy nghiệm ở Long Điền đề nghị dùng giác quan thứ bảy của mình để tìm ra thi thể mất tích của một vụ án giết người, cướp xe đông lạnh và dám giỡn mặt với ban chuyên án công an. Đánh giá cả thực phẩm biến động mỗi ngày như nước trong nước rồng. Cả tin tức 2.300 đồng một lít xăng, báo nói, báo nằm, báo miệng đã dự báo trong mấy quán cà phê một tuần trước khi báo in chính thức loan tin. Đây chỉ mới nói đến loạt nhật trình được phát hành ở các quán cà phê ọp ẹp nằm trong hẻm phố ngõ quanh. Báo nói hay báo mồm dân gian mang tin công khai và rõ nét, đọc một bài viết ngâm một bài thơ trên bao giấy trắng mực đen, ta không hình dung được người viết. Nhiều khi tác giả dùng nhiều bút hiệu, nhưng đã được nghe báo nói, rồi thì dù muốn dù không, tác giả hiện ra sờ sờ trước mặt ta đó. Ai thắc mắc điều chi, có quyền chất vấn. Báo nói mỗi ngày thường phát hành 3 đợt, sáng sớm, xế trưa và có khi buổi tối gần khuya. Mỗi đợt, người tham gia sẽ thay đổi. Một số người có mặt ở quan đủ ba cử, nhà ở gần, làm nghề tự do, lại nghiện cà phê, nghiện quan, nghiện cả mấy khuôn mặt thân quen thường gặp nên đến đây nhiều lần trong ngày. Bài vở sắp xếp trong tờ báo nói không đúng quy cách truyền thông nghề báo cho lắm. Bài nào phất trước, bài nào nói sau đều tùy tiện, tùy hứng cả. Một người khởi xướng, nhiều người tiếp lời, xoay chung quanh một chủ đề nào đó. Thỉnh thoảng, có nhiều ý kiến đối nghịch nhau như nước với lửa, cũng tranh luận kịch liệt, thế rồi đâu dẫn vào đó. Cuộc đỏ khẩu dần dần dịu dần và không biến thành đỏ sức. Ông chủ quan hay bà chủ quan nhẹ nhàng hòa giải, còn thấy mặt nhau mỗi ngày mà. Có đánh nhau là ở các quán bia, quán nhậu kìa, các tiệm cà phê sập xệ, sông sơm chỉ phân phát thuốc an thần, làm êm dịu các dây thần kinh nóng bỏng, không tác động chi đến cái bản chất hung hãn của con người như ở các điểm phân phát chất cai. Có điều, báo nói tuy vậy mà còn tôn trọng đạo lý truyền thống Việt Nam. Những câu chuyện kể trong quán không phô bày hình hài lộ liễu, lõa thể hay nửa lõa thể, cũng không hàm ý gợi dâm hay bạo hành để làm hư người lớn và làm hại trẻ em.
Thoáng qua cô đề cập đến những câu tế nhị, thầm kín, thường tình giữa hai giới tính thì cũng thì thầm bên tai cả. Con trẻ nào láng giáng đến gần thà bị nạt ngay, còn đứt không được nghe chuyện người lớn, đi chỗ khác chơi. Một tờ báo nói cũng gồm đủ các mục khoa học thường thức, khoa học diễn tưởng, khoa học quyền bí, kỳ quan thế giới vô số kể, không đóng khung trong bảy kỳ quan, tin tức thời sự sốt dẻo, kèm theo những chi tiết động trời xác thực thì ít, mà được sáng tạo theo óc tưởng tượng phong phú của người kể thì nhiều. Tin tức từ thành phố đổ xuống quận huyện, phường, xã, cuồn cuộn cháy vào hang cùng ngõ hẻm, rồi được các trạm cà phê phát ra. Vào một tiệm cà phê nhỏ trong xóm là đã gặp những chuyên gia sành sỏi. Người thì cho giá mỗi ngày vì các loại thực phẩm thiết yếu, trứng vịt, gạo, nước mắm, dầu ăn, mỡ, tàu hũ, rau cải, cá thịt. Lâu lâu lại chêm một câu ngắn gọn đại loại như sữa ông thọ lên da thả vàng, mùa uông chắc không thọ nổi. Con người chỉ nói toàn gia đô, gia vàng, gia quan pháp, vân vân. Cô chị thì nói về gia gạch, xi măng, tôn và những dịch vụ công khai hoặc lén lút. Về hợp thức hóa, hóa giá nhà, chuyển đổi, bán hay xây nhà mới với những chi tiết đáng sợ. Có một bà lớn tuổi, ít nói, thường ngồi lầm lì ở một góc như ngủ gà ngủ gật. Nhưng có ai nhắc đến cải lương, hậu quản? Và nhất là hát bội là bà tính người ngay, hỏi bà trả lời sành rọt hiện giờ gánh nào đương hát ở rạp nào, tình trạng sông bắp bên của đào kép ra sao, bà biết rõ kép nào đào nào có bao nhiêu tuổi, chồng con ra sao, đã hát ở những gánh nào và nắm chắc lý lịch của mỗi nghệ sĩ. Bà thương nhất gánh hát bội thành phố đương hấp hối, đào kép yêu nghề không nỡ bỏ nghiệp tổ, nên phải chấp nhận đời sống túng thiếu lận đận. Mỗi tuần chỉ còn hát có 2 đêm. Mỗi đêm bán được 50 vé, phải đi hát chầu ở các huyện, các xã xa xôi. Thời điểm đầu năm 1992, báo nói cũng đăng tin vặt, nhắn tin và mách dùng các địa chỉ cần thiết như bác sĩ chuyên khoa và cả những ông thầy, bà thầy chữa bệnh theo phù phép. Thầy nắng, thầy giờ, thầy xoa, thầy thổi, thầy nước lạnh và cả thầy tướng số, cô đồng, bà bóng. Bạn vào bất kỳ một quán cà phê nhỏ nào trong xóm, làm bộ mặt mày ủ ê, chép miệng thở dài rồi than thở về một căn bệnh lâu ngày của mình, đại loại như hen suyễn, sỏi thận, sỏi mật, lẹt bao tử, nhức mỏi quanh năm. Chỉ một vài giây sau đó, mỗi người lớn tuổi trong quán đưa ra một thuốc ngoại khoa nào đó. Ai cũng cam đoan thuốc mình là thần dược, mà lại toàn là cây cỏ hay động vật dễ tìm, lờ mờ thế mà có người hết bệnh. Mai thầy phước chú mà, thế mới biết, mỗi người Việt Nam ta là một lương y nghiệp dư, sẵn lòng cư nhân đổ thế mà chẳng lấy một đồng tan nào. Quán cà phê nhỏ âm cúng, không phải cà phê sang trọng, trang bị nhạc sống hay nhạc xanh, cà phê hẹn, cà phê ôm, cà phê đèn mờ, là một thế giới nhỏ và đầy thú vị. Ở đây toàn là cà phê giá bình dân nhưng lại hợp khẩu vị khách uống quen, toàn là những loại cà phê tổng hợp pha chế công phu, tùy theo quán mà chất liệu có thay đổi nhiều ít. Ta có thể bắt gặp thoang thoảng hương vị cơm cháy, hột bắp, hột điệp, hột còng, hột chà là rang. Loại chà là nước của ta mọc ở rừng sát, và cả nước cao khô được điều chế theo cùng công thức, thuộc loại bí mật nhà nghề. Cái sang kiên của con người thì bao giờ cũng vô tận, khách bình dân cũng không khó tanh lắm, chẳng đòi hỏi phải đúng 100% chất cà phê. Nhiều khi một ly cà phê chỉ là một cái cớ, một đòn bẩy để tuôn ra ngoài cái nôn nóng muốn báo cáo ngay với làng một tin giật gân trong xóm, trong phường hay ở một phường bạn, quận khác. Khó kiểm tra thiệt hơn. Một bà tố cáo ngay giữa quán những hành vi hỗn láo và ngang ngược của nàng dâu đối xử với mẹ chồng và cả đứa con trai bất hiếu của mình, đã đứng về phe người dân khác họ. Người nọ rầu rĩ mà kể tỉ mỉ những màn bi kịch trong gia đình mình. Người đó một nỗi đau nào đó đương dây dứt ruột gan,
Phần đông đến đây cũng vì thói quen để được nhìn thấy hàng ngày cái bối cảnh ấm áp, thân thương, để được hít cái không khí đặc thù của mỗi quán, để gặp lại một số gương mặt thường thấy hàng ngày. Cũng để khỏi nhớ cái dáng đi, lời nói cùng cái pha trò, góp lời độc đáo của người chủ quán đã được công nhận như người nhà trong xóm. Còn nhớ đến cái bàn, cái ghế, cái ly, cái quầy hay cái lọc pha cà phê nữa. Họ nghiện tất cả những thứ ấy. Và nếu bận việc hay ốm đau, phải nghỉ ở nhà liền mấy bữa, thì khách uống ngẩn ngơ như người bị ai hớp hồn. Rồi họ đâm ra tương tư một cái quán. Đến những loại quán nhỏ như thế này, còn có thể gặp được những tay nói chuyện có duyên hấp dẫn. Có nhiều câu chuyện đã được nghe kể nhiều lần, mà khi thuật lại lần nữa, vẫn muốn nghe. Lời lẽ lưu loát, âm giọng lên xuống, đổi thay theo từng lớp lang. Mỗi lần kể như được tân trang lại, thêm nhân, điểm nhị, râu ria sinh động. Nghe càng phong phú đậm đà, cũng có khi gặp những tay tự phong là thông thiên đạt địa, đề cập đến mọi vấn đề, thao thao bất tuyệt. Thường là đem râu ông nọ cắm cằm bà kia, họ cả gan hiệu đính lại, đảo lộn tất cả địa lý, lịch sử, văn hóa Việt Nam và của cả thế giới. Biết anh ta nói dốc, nhưng vẫn có người ngồi nghe. Nghe có mất cái gì đâu. Để anh ta trổ tài, nói tướng, nói trạng, như để vui cửa, vui quan. Cũng có khi gặp được những cây châm biếm, có cỡ phê phán tệ đoan và tệ nạn xã hội với những lời lẽ nhẹ nhàng, nhưng thâm thúy và tri tệ hết sức. Bén còn hơn dao bữa cao, nghe mà cười không được, khóc cũng chẳng xong, đau lòng xót dạ như đọc được các tiểu phẩm hay, những bài thơ ngâm dấm của những cây viết châm biếm trên một số báo ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụ Lần, Cung Văn, Cử Tạ, Bút Bi, Đan Tâm, Hai Cụ Nèo, Hai Thợ Tiện, Quyền Di, Kim Môn, Kiên Lửa, Kỷ Ninh, Làng Cười, Nha Trang, Lê Văn Nghĩa, Năm Tu Quýt, Nhật Tiêu, Tam Cần Thơ, Tần Ngần, Thạch Sơn, Thằng Mỏ, Thi Dương, Thị Hến, Ủa, Úc Cầu Sơn, Dịch Cầu, vân vân. Xin lỗi không nhớ hết. Các cao thủ này thường được xếp theo thứ tự ABC, không cần phải nói dai, nói dài, nói lòng vòng, mà hàm xúc được nhiều ý nghĩa và đậm nét hài đặc hữu của ngôn ngữ Việt Nam. Tinh ngạo đời, tinh tiêu lâm đã ăn sâu vào da thịt mỗi người Việt ta, khó mà trục ra được. Đến với các cà phê sập sệ trong xóm, không bao giờ thiếu thông tin, còn bị hội chứng, bội thông tin là khác. Nhưng phải dè dặt và phải biết gan lọc kỹ lưỡng, nếu không sẽ quá điên mất. Nhà báo, nhà văn, nhà thơ đôi khi cũng kẹt đề tài, bỗng thấy đầu óc mình rỗng tuếch, mật cảm hơn chẳng viết lách gì được rau. Làm nghề cầm bút mà đầu óc sơ cứng, chẳng đẻ ra được lấy một chữ, một câu thì còn thể thống gì nữa. Bạn hãy mau mau đến quán cà phê trong xóm đôi ba lần để khơi lại nguồn cảm hứng đã tắt lịm. Phải ăn mặc sền soạn, giá làm dân lam lũ nghiện cà phê, nhưng ngồi rút một chân lên ghế, phì phà điếu thuốc đen bên cạnh ly cà phê đậm đặc, rồi nghe ngóng, giang điệu tự nhiên thoải mái, và nhất là đừng mang cái bộ mặt bi hiểm của các nhà tham tử trong các phim trinh thám. Bây giờ mặc sức mà quan sát các khách uống cà phê và nghe họ trao lời đổi tiếng, con người dăm nơi quịch tẹt ra hết, cứ ngồi im lặng, tức thì nhiều nguồn cảm hứng ngồn ngộn tràn ngập trong óc bạn, hằng hà sa số ý tứ, sang kiên suy nghĩ về cuộc sống, vì con người cuồn cuộn dâng lên trong đầu óc trước đây sức sống của bạn. Bạn sẽ bồi hồi ngây ngất, bỗng nhiên bạn thấy đầu óc mình minh mẫn lạ thường, về nhà mặc sức mà viết, mà sang tác. Đôi ba bận lớn như loại câu lạc bộ bỏ túi này, nhâm nhi ly cà phê, nghe thiên hạ khao chuyện, nghĩ cũng không phải là vô ích, cũng là một nét sinh hoạt lý thú hiện nay của một Sài Gòn muôn hình gián tráng. Lại có dịp gần gũi với người dân bình thường, sâu sát được dân tình. Ngày mai đây khi Sài Gòn được công nghiệp quá toàn diện, chắc chắn kiểu sản xuất nhỏ sẽ giảm đi nhiều, thì cái lề thối sinh hoạt tùy tiện lề mề lê thê như thế này biết đâu sẽ cao chung. Tuy nhiên cà phê cũng 37 đường cà phê,
đừng có dại dột mà lọt vào những hang động thăm thẳm cũng mang bản hiệu cà phê, nhưng nhấp nháy thời trang, chèm nhem son phấn, lờ mờ đèn đóm, đó là những mê cung. Tùy cung hút thiệt, nhưng rùng rợn lắm. Ở đây chỉ bán toàn loại hàng tươi sống, đặc biệt dành cho một đẳng cấp ưu tiên nào đó.